Thưa quý vị, ai cũng biết danh hiệu nghệ sĩ nhân dân hay nghệ sĩ ưu tú là những phần thưởng cao quý, nhiều người mơ ước nhưng cũng không dễ gì để mà có được. Bởi một lý do rất đơn giản là danh hiệu chính là món quà về tinh thần vô cùng to lớn trong cuộc đời của mỗi nghệ sĩ. Không kể, có danh hiệu rồi thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm bàn đạp để thăng tiến trong sự nghiệp. Vâng, vậy nhưng trong vài năm trở lại đây thì mỗi mùa phong tặng danh hiệu lại là một mùa khiến cho dư luận ồn ào và tranh cãi. Năm nay thì bên cạnh những thông tin liên quan tới câu chuyện trẻ hóa những gương mặt được xét tặng hay là việc đặc cách trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân thì có một ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt cũng đã được lọt vào danh sách xét tặng. Năm 2011, nữ ca sĩ này từng được đề cử nghệ sĩ ưu tú nhưng cơ hội đã bị vụt khỏi tầm tay. Và lần này chị lại một lần nữa nằm trong danh sách được đề cử. Với những bi hài xoay xung quanh chủ đề danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ nói với chúng ta những gì? Chào chị Hồ Quỳnh Hương, cùng với nhiều nghệ sĩ ở trong lĩnh vực thì mới đây Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và Hồ Quỳnh Hương là một trong những cái tên nằm trong danh sách đó. Chị sẽ chia sẻ những cái niềm vui của mình ra sao? Cách đây vài năm thì Hồ Quỳnh Hương có biết là nhà hát cũng đưa hồ sơ của Hồ Quỳnh Hương lên trên giống như để xét duyệt, tại vì nhà hát thấy được sự cống hiến của Hồ Quỳnh Hương rất là nhiều. Nhưng mà ngày đó thì cái thâm niên của Hương còn ít quá, chưa có đủ, thì Hương cũng không có dám nghĩ gì nhiều đến việc này đâu. Gần như là những cái gì mình cống hiến thì mình chỉ biết cống hiến thôi. Nhưng mà vừa rồi thì lại bất ngờ nhận được cái thông tin là mình được xét duyệt nghệ sĩ ưu tú mà đã được bỏ phiếu rất là cao trong những cái vòng ngoài. Khi mà đăng báo thì mình cũng mới biết. Thật sự Hương rất là bất ngờ và cảm thấy rất là biết ơn. Tự nhiên Hương ngồi nghĩ lại, Hương biết ơn lại những cái gì mà những ngôi trường mình đã học hay là nơi nhà hát mà mình đã hoạt động, và biết ơn tất cả những cái gì mà cuộc sống đã cho Hương, để ngày hôm nay mình cứ thoải mái và thật là đơn thuần, cứ thật tự nhiên cống hiến, đừng bao giờ phải suy nghĩ gì cả. Sẽ có một lúc nào đó mọi người sẽ nhìn thấy sự cống hiến của mình, không cần phải nói, không cần phải thể hiện bất cứ điều gì hết, hãy cứ tự nhiên. Nhưng nếu đạt điều chân thật thì chắc chắn sẽ có lúc mọi người thấy. Dường như mỗi một mùa phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nhân dân thì chúng ta cũng thấy ồn ào ở trên mặt báo. Và chính vì là xung quanh cái việc mà phong tặng danh hiệu này luôn gặp nhiều câu chuyện bi hài như vậy mà có nhiều ý kiến cho rằng danh hiệu nghệ sĩ dường như bây giờ đã mất thiêng. Với chị Hồ Quỳnh Hương thì quan điểm của chị sẽ như thế nào trước vấn đề này ạ? Mỗi người thì có mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng mà đối với Hương thì Hương lại rất là trân quý. Đối với mỗi hoàn cảnh, ví dụ đối với Hương thì các giải thưởng luôn luôn là một sự rất khó khăn Hương mới thể có được. Hương rất nhiều giải thưởng nhưng mà chưa bao giờ cái giải thưởng đến Hương là dễ dàng cả. Đều phải trải qua những cái sự tập luyện và gian truân và cống hiến. Giống như để được nghệ sĩ ưu tú như thế này là đến giờ Hương đã 20 năm rồi trong nghệ thuật rồi. Hương đã từng đi vùng sâu, vùng xa, nằm vùng những cái đấy, hoặc là phục vụ các chiến sĩ ở tận đảo xa. Nói chung rất rất nhiều những cái đấy thì gần như là không ai biết được cái đó cả. Thì đến ngày hôm nay được cái đấy Hương rất là trân quý. Còn Hương không biết là mọi người suy nghĩ như thế nào. Đấy là của mỗi người. Vâng, rõ ràng danh hiệu không phải là món quà để ban phát. Và hẳn nhiên rồi, với cái lần mà được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú này, nó là một thông tin vui với bản thân chị Hương cũng như rất nhiều những cái fan hâm mộ, những người mà vẫn theo dõi chặng đường nghệ thuật của chị. Nếu những ngày sắp tới đây thông tin này chính thức được đưa ra thì không biết là Hồ Quỳnh Hương sẽ có những cái dự án, sẽ có những chương trình trong tương lai ra sao, để không chỉ là bên cạnh một ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nữa mà người ta còn được biết tới cái danh xưng cũng rất mới, đó là nghệ sĩ ưu tú Hồ Quỳnh Hương ạ. Hương có nghĩ rồi, nếu mà không được thì đây cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng. Hương cũng đã rất là cảm ơn rồi, tại vì mọi người đã nhìn vào cái chặng đường của Hương như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Còn nếu như được thì Hương nghĩ là Hương sẽ ăn mừng một chút cùng với những người thân của mình, và Hương sẽ cố gắng lúc đấy Hương sẽ chia sẻ nhiều hơn, rộng rãi hơn cái chuyên môn, khả năng ca hát của mình. Có thể Hương sẽ truyền dạy nhiều hơn, Hương dành thời gian nhiều hơn, truyền dạy một cách rộng rãi hơn cho mọi người. Đấy giống như là một cái sự đền đáp